Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn vào gần trưa ngày 19 tháng 1. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của xã Đồng Yên, vụ hỏa hoạn phát sinh vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 tại gian hàng tạp hóa của siêu thị Tài Tuyến, thôn Phố Cáo. Khi phát hiện đám cháy, nhân viên siêu thị đã tổ chức dập lửa bằng bình chữa cháy mini, đồng thời hô hoán người dân đến cứu giúp. Tuy nhiên, thời điểm này, siêu thị đang tập kết hàng hóa phục vụ Tết nên công tác cứu hỏa của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, lửa đã lan rộng, thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trong siêu thị. Ngay sau khi đám cháy xảy ra, xã Đồng Yên đã huy động lực lượng cán bộ, công chức và người dân trong khu vực tổ chức dập lửa, tránh lây lan ra các hộ liền kề. Xã cũng đã huy động phương tiện máy xúc, xe bồn chở nước cùng hàng trăm người dân tham gia cứu hộ. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại vẫn đang được ngành chức năng xác minh. Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, giao xã Đồng Yên tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả, tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.